Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 6 đồng token Rava Coin. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng công phát hành là 18.600.000. Đã có 3.414 tài khoản holder và đã phát sinh 8.476 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.drop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả ở video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc ăn chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Relay của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình này. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.drop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi, chương trình AirDrop nữa sẽ kết thúc vào 19 ngày đấy nha. Các bạn nhấp vào đây cho mình, AirDrop. Rồi, nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như này. Đây, các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.05 BLB mua cái đồng này để chờ cái hội ích nhiều lần tài khoản này. Nếu các bạn cần làm thì các bạn nhấp vào đây, claim AirDrop đây cho mình nhé. Đây yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví nha. Ví gas là 0.000553 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.drop.net để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng thức phần mới nhất được cập nhật trên web hàng ngày. Các cột bên cánh tay phải của web đây là những cái dự án sắp kết thúc. Các bạn chưa nào chưa tham gia thì hãy nhấp vào đây, nhận token đây. Thì nó mở ra cái link góc mới để các bạn nhận token nhé. Còn chắc của nó tương ứng đây. Nếu các bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn Binance thì bạn vào đây có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 6 tập token Java Coin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.